Tập tiếp theo của kịch Cùng Bolero tiếp tục sẽ là màn tâm đấu giữa ba đạo diễn với chủ đề tình, tiền, nhãn sầu của đạo diễn Ngọc Duyên, nghẹn ngào, chua xót cho cuộc đời người phụ nữ hổng hiu đầy nước mắt. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu. Còn gì nữa đâu. Đạo diễn Xuân Trang với kịch Trình Thám sẽ mang đến quý khán giả những tình tiết ly kỳ hấp dẫn trong Bằng Chứng. Và ngược lối của đạo diễn Vũ Trần là những nỗi đau, sự uất hận và cả những giọt nước mắt hối hận đầy chua chát của những phận người đã trót mang lầm lỗi. Đón xem tập 11 kịch Cùng Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Hai ngày 31 tháng 7 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ thứ Ba ngày 1 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.